Gà nghỉ lâu hơn. À. Lâu lắm. Thế anh Hùng lại nghỉ lâu hơn cháu à? Thế thì sao cháu lại không được nghỉ? Thì cháu đã thi xong rồi. Cháu chưa thi xong à? Thi xong rồi. Ồ. Mà lớp anh Hùng thì chi xong thì phải lâu hơn đấy. Con được nghỉ lâu hơn. Còn lớp con xong rồi thì ừ. Thế bây giờ anh Hùng lại không cho Hoàng đi nhỉ? Thế Hoàng ức không? Biết chế con biết chế con mọi người chú Hiểm mua cho cháu xe rồi mà đéo mua cho mẹ nửa trẻ em. Nửa trẻ em à? Chú Hiệp lại lừa cháu à? Chú Hiệp hơi bị nhiều biến đấy. Là hơi bị sao? Chú Hiệp sao? Hơi bị nhiều biến chém con cháu mua cho cháu cái xe đạp. Ở nhà có xe đạp hả, của anh Hùng cái gì? Không, xe đạp hồi nhỏ của cháu rồi. À, xe đạp hồi nhỏ à? Xe đạp. Mà anh Hùng là sướng nhất. Anh Hùng sướng à? Thế anh Hùng lại không mua cho Hoàng cú nhờ? Hoàng nhờ? Thế bây giờ muốn đi chơi với anh Hùng không? Nhưng mà anh Hùng đi chơi trước của mình đâu. À thế à? Anh Hùng là vui nhất à? Thế cháu không vui à? Thế chứ sao lại không vui? Có gì không vui? Hả? Hỏi anh Hùng mà xem. Hỏi anh Hùng xem à? Cháu không vui. Thế có đi bắn chim không? Giờ chim ít lắm. Chim ít lắm à? Mới sáng ra chim nó chạy nhanh bé khói à? À chạy té khói à? Chim mới sáng ra là bọn nó mới có nhiều hơn. À thế à? À. Mà giờ chả bắn được con nào. Giờ bọn nó bay cao hơn ý. Xem con